Xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình chia sẻ cho các bạn cái mạch điện rất là hay do mình mới chế tạo ra, đó là bộ cảm biến gốc. Đấy. Hiện tại bộ cảm biến gốc mình kiếm trên thị trường á, nó không có. Nhưng nó không có theo cái yêu cầu của mình nè, theo sở thích của mình luôn, mà nó chỉ có một cái cảm biến không thôi và giá rất là mắc. Còn bộ này mình chế ra thì có điều chỉnh được cái độ nhạy của cảm biến, thời gian tiếp nhận cảm biến tín hiệu và điều chỉnh được cái thời gian đóng mở thiết bị. Ở đây mình xài cái bộ này là 12V và mình xài cái cục adapter nó tới 7,5A nữa nhé. Bộ này nó ra cái nguồn và chịu được cái tải là 7A. Rồi bây giờ mình sẽ test thử các bạn xem này. Đây mình để cái độ nhạy cao nhất và thời gian đóng là ngắn nhất. Nghiêng lên đấy, 1 2 3 4 5 6 7 8 đấy. Rồi 8 giây nhá. Bây giờ mình sẽ điều khiển cái thời gian nó tăng lên này, thời gian tắt tăng lên tối đa luôn rồi. Tăng thời gian tối đa lên nhá, các bạn xem này, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. Đó, gần 20 giây. Rồi bây giờ mình để cho thời gian ngắn lại đi. Ở đây á, đây mình đang điều chỉnh cái góc độ nhạy cảm biến làm nhạy nhất. Rồi. Nhạy nhất tức là mình sẽ để nhích một tí thôi, nó sẽ bị ngay. Đấy. Nhích một tí là bị, là nó sẽ đóng tiếp điện. Còn mình sẽ điều chỉnh là điều chỉnh cái mức này đi, thì phải nhích lên một góc và một thời gian nào đó thì nó mới nhảy. Ví dụ một đấy, khoảng 1 giây thì nó mới nhảy rồi nha. Và mình sẽ để mức yếu nhất này, 1 2 3 4, khoảng 4 giây nó mới nhảy đó. Thì khi mà mình để cái này yếu thì thời gian bên này nó sẽ đóng yếu hơn, mình sẽ tăng này lên, tăng này lên đấy. Cái này là độ cảm biến yếu nhất này, thử nha, góc lên 1 2 3 đấy, 3 4 giây gì đó. Thì cái thời gian này nó sẽ chậm xuống đấy, nhưng mà thường thường á, trường hợp đặc biệt nào đó các bạn mới dùng cái mức này, còn đa số là chúng ta sẽ để nó nhảy nhất. Đấy, nhích lên một cái là bị ngay. Ở đây là cái bộ này mình đang chế là cảm biến góc là một hướng, hoặc là để theo hướng này, ví dụ để theo hướng này để cho nó tắt đi ra. Rồi đấy, nhích một tí thôi là bị nha các bạn. Các bạn mà thấy cái mạch này á, các bạn nào có nhu cầu sử dụng mạch này thì liên hệ với mình. Đấy, nhích một tí là bị này. Nó cứ có cái góc của nó. Mình sẽ có cái loại mà cảm biến 4 góc hoặc là 3 góc hoặc 2 góc, tùy các bạn yêu cầu, mình sẽ làm mạch theo đúng yêu cầu của các bạn luôn. Và cái thời gian điều chỉnh này là bao nhiêu lâu đó mình cũng sẽ làm theo đúng yêu cầu của các bạn rồi mình mới gửi. Do là mình không có sản xuất hàng loạt mà chỉ làm theo đúng yêu cầu của mọi người. Mọi người có yêu cầu như thế nào mình sẽ làm theo yêu cầu đúng như vậy rồi mình sẽ gửi hàng. Đấy, các bạn xem nếu mà thấy cần thiết thì sẽ đặt hàng nhé, mình sẽ gửi. Mình có thể là điều chỉnh ở cái thiết bị này nó có độ trễ thời gian là cao nhất khoảng tầm 15 phút. 15 phút. Đấy. Cái mạch này các bạn có thể ứng dụng vào để chống trộm xe máy hoặc là báo độ một vật nào đó. Ví dụ gắn lên xe máy, nó chỉ cần dắt cái xe đi một cái thôi. Mình đang để chống nghiêng mà nó dắt đứng xe một phát là sẽ báo lại. Sẽ báo còi hú và nó sẽ báo trong vòng thời gian bao lâu đó thì do các bạn cài. Rồi, cái thứ hai là ví dụ
báo báo nghiêng đi, thì khi một thiết bị các bạn đặt nó phẳng rồi nhưng mà có chuyện gì đó nó nghiêng một phát thì sẽ báo với các bạn ngay lập tức. Rồi bạn nào đam mê về điện tử thì hãy nhấn đăng ký kênh nhé để theo dõi. Mình sẽ sáng tạo những cái mạch điện mà trên thị trường nó chưa có để chia sẻ với các bạn. Rồi các bạn nào mà cần thì sẽ liên hệ với mình sẽ gửi hàng cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha.